Những tưởng với chuỗi phong độ hủy diệt của mình, Bayer Leverkusen sẽ không khó để mang chiếc cúp vô địch Europa League về với phòng truyền thống của đội bóng và nối dài chuỗi trận bất bại kỷ lục. Thế nhưng 90 phút tại Aviva Stadium đã chứng kiến một Leverkusen hoàn toàn khác. Họ không còn giữ được bản lĩnh của một đội bóng đang bất khả chiến bại tại trời Âu. Và kết quả của trận chung kết Europa League đã phản ánh đúng những gì mà đoàn quân huấn luyện viên Xabi Alonso thể hiện trên sân. Dẫu vậy, với những gì đã làm được, chuỗi trận bất bại của Bayer Leverkusen vẫn giúp họ trở thành đội bóng sở hữu số trận không thua hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Vậy ngoài đại diện của nước Đức thì những cái tên nào từng đạt được chuỗi trận bất bại đáng để chúng ta nhớ đến? Nếu Juventus là câu lạc bộ thống trị bóng đá Ý thập niên 2010, thì thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của AC Milan. Rossoneri sở hữu hàng loạt huyền thoại bóng đá và tạo nên kỷ nguyên không thể cản phá. Trong đó, chức vô địch năm 1991-92 cùng huấn luyện viên Fabio Capello được nhớ đến nhiều nhất. Với dàn hào thủ trong tay, đội bóng sọc đỏ đen thành Milan đã thực sự hủy diệt cả Serie A thời điểm đó. Mùa giải 91-92 là một trong những mùa giải huy hoàng và đáng nhớ nhất trong lịch sử AC Milan, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Fabio Capello đã không thua một trận nào trong suốt mùa giải Serie A. Được mệnh danh là Rossoneri bất khả chiến bại, Milan đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội và khả năng tổ chức chiến thuật tuyệt vời, tạo nên một mùa giải lịch sử với 22 trận thắng và 12 trận hòa, ghi được 74 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 21 bàn. Dưới bàn tay tài hoa của Capello, đội bóng Milan không chỉ thể hiện lối chơi tấn công sắc bén mà còn phòng ngự cực kỳ vững chắc. Hàng phòng ngự của Milan với những ngôi sao như Franco Baresi và Paolo Mannini đã tạo nên bức tường thành rất khó bị xuyên thủng, là nỗi ám ảnh của mọi tiền đạo đối phương. Cùng với đó, hàng công với bộ ba Hà Lan bay gồm Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard đã giúp Milan không chỉ chiến thắng mà còn làm chủ thế trận một cách tuyệt đối. Một trong trận đấu đáng nhớ nhất của mùa giải này là chiến thắng 5-0 trước Napoli. Đội bóng cũng đang rất mạnh thời điểm đó. Chiến thắng ấy không chỉ khẳng định sức mạnh của AC Milan mà còn thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn, làm nản lòng các tiền đạo đối phương. Sự kết hợp giữa những ngôi sao kỳ cựu như Van Basten, Ruud Gullit và Rijkaard với những tài năng trẻ như Mauro Tassotti và Alessandro Kusakusa đã tạo nên một đội hình toàn hảo, đầy tính cân bằng và sức mạnh. Milan không chỉ vô địch Serie A mà còn thi đấu thành công tại các giải đấu cúp, đặc biệt là giành chiến thắng trong trận siêu cúp Ý. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn lớn nhất chính là chuỗi bất bại kéo dài 42 trận trên mọi đấu trường, một kỷ lục khó ai có thể sánh kịp. Thậm chí khi bước vào mùa giải tiếp theo, họ vẫn duy trì được phong độ này trước khi bị Parma đánh bại vào ngày 21 tháng 3 năm 1993, kết thúc chuỗi bất bại đáng kinh ngạc của mình. Những chiến công vang dội ấy vẫn mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi cổ động viên và là động lực để Milan hướng tới những vinh quang trong tương lai. Hành trình bất bại ấy đã ghi danh Milan vào lịch sử bóng đá Ý và thế giới, là biểu tượng cho sự đoàn kết, chiến thuật sắc bén và tinh thần chiến đấu kiên cường. Trong thập niên 2010, Juventus là câu lạc bộ đã thống trị Serie A với 9 Scudetto liên tiếp, trong đó mùa giải 2011-2012 chính là khởi đầu cho kỷ nguyên của bà đấm già thành Turin. Đó là chức vô địch đầu tiên của Juventus kể từ mùa giải 2002-2003 và cũng là mùa giải bất bại hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Italia. Dưới bàn tay huấn luyện viên Antonio Conte, đội chủ sân Juventus Stadium đã trình diễn một thứ bóng đá chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở từng tình huống tấn công. Mùa giải 2011-2012, Juventus đã trải qua một chiến dịch đáng nhớ với chuỗi trận bất bại tại Serie A, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bà đồng già thành Turin dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte. Đây là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử bóng đá Italia. Chuỗi trận bất bại của Juventus mùa này bắt đầu từ trận đấu đầu tiên và kéo dài suốt cả mùa giải. Dưới bàn tay tài ba của Conte, Juventus thi đấu với một tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ. Họ áp dụng lối chơi pressing mạnh mẽ và sự linh hoạt trong chiến thuật, đặc biệt là sơ đồ 3-5-2 mà Conte rất ưa chuộng. Ở hàng phòng ngự, bộ ba Leonardo Bonucci, Andrea Bargnani và Giorgio Chiellini đã tạo nên một bức tường vững chắc trước khung thành của Gianluigi Buffon. Sự ổn định và chắc chắn của hàng thủ đã giúp Juventus trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu, chỉ để thủng lưới 20 bàn sau 38 trận. Trong khi đó, hàng công của Juventus cũng thi đấu ấn tượng với sự tỏa sáng của các ngôi sao như Alessandro Del Piero, Mirko Vucinic và Claudio Marchisio. Tuy không có một tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nổi bật, nhưng sự đa dạng trong các phương án tấn công và khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí đã giúp Juventus duy trì được sức mạnh tấn công suốt mùa giải. Một số trận đấu đáng chú ý trong chuỗi trận bất bại của Juventus bao gồm chiến thắng 2-0 cho AC Milan vào tháng 10 năm 2011 và chiến thắng 3-0 trước Napoli vào tháng 11 năm 2011. Những chiến thắng này không chỉ giúp Juventus củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn tạo ra tâm lý hưng phấn và niềm tin mạnh mẽ trong đội bóng. Giai đoạn lượt về, Juventus tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, đặc biệt trận hòa 1-1 với AC Milan vào tháng 2 năm 2012 đã chứng minh sức mạnh tinh thần của đội khi họ giữ vững thành tích bất bại dù gặp phải những đối thủ rất mạnh.
Juventus kết thúc mùa giải với chiến thắng 3-1 trước Atalanta, khép lại một mùa giải hoàn hảo. Chuỗi trận bất bại không chỉ giúp Juventus giành Scudetto lần đầu tiên sau 9 năm mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của họ trên bản đồ bóng đá châu Âu. Thành công này là nền tảng cho những thành tích sau này của Juventus, giúp họ tiếp tục thống trị Serie A trong những năm tiếp theo với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ và chiến thuật hợp lý. Juventus mùa giải 2011-2012 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của sự kiên định và thành công. Rangers là một trong những đội bóng có bề dày lịch sử lâu đời của giải vô địch quốc gia Scotland. Tuy không phải là một tên tuổi quá đáng gờm ở châu Âu, nhưng ở mặt trận quốc nội, đội bóng này luôn là một gã khổng lồ thực sự. Rangers cũng đã kịp ghi tên mình vào dòng chảy lịch sử bóng đá thế giới, sánh ngang với những ông lớn như AC Milan hay Juventus về thành tích bất bại đáng tự hào của mình. Mùa giải 92-93 là một trong những mùa giải huy hoàng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Rangers khi họ trải qua chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc tại giải ngoại hạng Scotland và Cúp Liên đoàn Scotland, đồng thời thi đấu xuất sắc tại đấu trường châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Walter Smith, đội chủ sân Ibrox đã khẳng định sức mạnh vượt trội và ổn định trong suốt mùa giải. Tại giải ngoại hạng Scotland, Rangers thể hiện phong độ xuất sắc từ đầu mùa và duy trì mạch bất bại. Qua 44 trận đấu, đội bóng đã giành tổng cộng 33 chiến thắng và 11 trận hòa, ghi được 93 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 23 bàn. Thành tích này không chỉ giúp Rangers vô địch giải ngoại hạng Scotland mà còn tạo nên một kỷ lục về số trận bất bại dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Các cầu thủ chủ chốt như Ali McCoy, Ian Duran và Andy Gorham đã có những màn trình diễn ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành công của đội. Ali McCoy, tiền đạo chủ lực khi đó đã ghi được 34 bàn thắng, trở thành vua phá lưới của giải đấu, trong khi thủ môn Andy Gorham luôn giữ vững khung thành với những pha cứu thua xuất sắc. Không chỉ thống trị giải quốc nội, Rangers còn thi đấu ấn tượng tại Cúp Liên đoàn Scotland. Đội bóng đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Aberdeen với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ hai mà Rangers giành được trong mùa giải, củng cố thêm cho năng lực xuất sắc của họ. Tại đấu trường châu Âu, thầy trò Walter Smith cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong khuôn khổ UEFA Champions League. Họ đã lọt vào vòng bảng thứ hai và chỉ thiếu chút may mắn để tiến xa hơn. Rangers thi đấu ngang ngửa với các đối thủ mạnh từ khắp châu Âu, bao gồm Marseille và Club Brugge. Mặc dù không giành được chức vô địch Champions League, nhưng màn trình diễn của họ đã chứng minh rằng câu lạc bộ Scotland là một thế lực đáng gờm trên đấu trường quốc tế. Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong chuỗi trận bất bại của Rangers là chiến thắng 4-2 trước đối thủ chuyển kiếp Celtic. Trận đấu này không chỉ khẳng định sức mạnh của Rangers mà còn tạo nên tinh thần hưng phấn cho toàn đội trong phần còn lại của mùa giải. Mùa giải 92-93 khép lại với việc Rangers giành cú đúp danh hiệu quốc nội và có màn trình diễn ấn tượng tại châu Âu. Chuỗi trận bất bại của họ là minh chứng cho sự kiên định, chiến thuật hợp lý và tinh thần đồng đội cao. Thành công này đã khắc sâu vào lịch sử câu lạc bộ Rangers như một trong những mùa giải vĩ đại nhất, không chỉ vì các danh hiệu mà còn vì sự thăng hoa và niềm tự hào mà họ mang lại cho người hâm mộ. Benfica là cái tên không còn lạ lẫm gì với người hâm mộ túc cầu thế giới, không chỉ là ông lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, mà đội bóng này cũng đã có những tiếng vang nhất định tại đấu trường châu lục. Trong lịch sử huy hoàng của mình, đội bóng này đã không ít lần tạo ra những chuỗi trận bất bại đáng ngưỡng mộ, nhưng hủy diệt nhất chắc chắn phải là giai đoạn từ năm 1963 đến 1965 khi họ gần như không có đối thủ trên mọi đấu trường. Trong thời kỳ vàng son của bóng đá Bồ Đào Nha, Benfica đã ghi dấu ấn sâu đậm với chuỗi 48 trận bất bại từ năm 1963 đến năm 1965. Một thành tích ấn tượng và đáng kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đẳng cấp Bela Gutman, Benfica đã thể hiện sự vững chắc và uy lực không thể phủ nhận. Chuỗi bất bại của Benfica bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 1963 và kéo dài đến ngày 14 tháng 2 năm 1965, với tổng cộng 48 trận không phải nhận bất cứ một thất bại nào, trong đó có cả các trận đấu ở Premier League, Cúp Quốc gia và Cúp C1 châu Âu. Điều đặc biệt, Benfica không chỉ đạt được thành tích này bằng việc giữ vững sức mạnh trên sân nhà mà còn thể hiện sức mạnh ấn tượng khi thi đấu trên sân khách. Trong chuỗi bất bại này, Benfica đã gặt hái rất nhiều thành công, bao gồm việc giành chức vô địch Premier League, đánh bại Barcelona để giành siêu cúp châu Âu và lọt vào chung kết Cúp C1 châu Âu. Các cựu danh thủ như Eusebio, José Aguas và Antonio Simões đã chơi rất xuất sắc trong suốt quãng thời gian ấy, góp phần quan trọng vào thành công của đội bóng. Lối chơi của Benfica trong giai đoạn này được đánh giá cao với sự tổ chức sáng tạo và đầy hiệu quả. Đặc biệt, Benfica nổi tiếng với việc áp dụng lối chơi tấn công mạnh mẽ, linh hoạt và đa dạng, kết hợp giữa tiki-taka của Tây Ban Nha và lối chơi phản công tốc độ của Brazil. Trong số những trận đấu đáng nhớ của Benfica trong chuỗi 48 trận bất bại, có thể kể đến trận giao hữu với Santos của Brazil vào năm 1962. Trận đấu này được coi là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá, khi hai đội đều thể hiện lối chơi tấn công đầy mãn nhãn và kỹ thuật. Trận đấu được diễn ra trên sân Estadio da Luz và đặc biệt thu hút sự chú ý của giới mộ điệu bóng đá bởi cuộc đối đầu giữa hai siêu sao Eusebio của Benfica và Pele của Santos. Benfica đã chơi một trận đấu xuất sắc và dù không thể giành chiến thắng cuối cùng nhưng họ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khả năng phản công và sức mạnh tập thể của mình.
Cuối cùng là sự xuất hiện của Bayer Leverkusen. Dù muộn nhất nhưng đoàn quân huấn luyện viên Xabi Alonso lại sở hữu cho mình chuỗi bất bại ấn tượng nhất. Dẫu cho không thể giành chiến thắng trước Atalanta trong trận chung kết Europa League, nhưng chừng ấy là đủ để đại diện nước Đức tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ phải rất lâu nữa mới có đội bóng đủ sức phá vỡ kỷ lục của đội chủ sân Bayer Arena. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 5, Bayer Leverkusen đã bất ngờ để thua trong trận chung kết UEFA Europa League trước câu lạc bộ Atalanta, qua đó khiến cho chuỗi trận bất bại của họ dừng lại con số 51. Tuy vậy, với thành tích vô tiền khoáng hậu như thế này thì hành trình của Xabi Alonso và các đồng đội vẫn là vô cùng đáng khen. Chuỗi 51 trận bất bại của Bayer Leverkusen trong mùa giải này đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng của những người hâm mộ bóng đá châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xabi Alonso, Leverkusen đã thể hiện được tinh thần chiến đấu vô cùng kiên cường và lối chơi tấn công cực kỳ đẹp mắt. Từ đầu mùa giải, đội bóng này đã khởi đầu với chuỗi liên tiếp giành chiến thắng và hòa, không để thua bất kỳ một trận đấu nào. Thậm chí sự bản lĩnh còn được thể hiện ở giai đoạn cuối mùa khi Alonso và các học trò liên tục có những trận hòa và thắng bằng việc ghi được những bàn thắng ở những phút cuối cùng. Những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh như Bayern Munich và RB Leipzig đã phần nào khẳng định được sức mạnh thực sự của Leverkusen. Các ngôi sao nổi bật trong đội bóng có thể kể đến như Florian Wirtz, Granit Xhaka và Victor Boniface đã thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công của đội bóng. Sự đồng lòng và chiến thuật hợp lý đã giúp Leverkusen vượt qua những thử thách lớn nhỏ, duy trì mạch bất bại suốt mùa giải. Chuỗi thành tích này không chỉ mang lại sự tự tin mà còn giúp Leverkusen trở thành nhà vô địch Bundesliga và tiến tới hai trận chung kết của các đấu trường cúp là Europa League và Cúp Quốc gia Đức. Sau 361 ngày và 51 trận đấu, Bayer Leverkusen đã chính thức nhận trận thua đầu tiên với tỷ số 0-3 trước Atalanta trong trận chung kết Europa League rạng sáng thứ Tư. Chính điều này đã chấm dứt chuỗi trận bất bại dài nhất ở châu Âu kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai và khiến câu lạc bộ Đức không thể có được chiếc cúp thứ hai trong mùa giải. Trước đó, Leverkusen vừa kết thúc mùa giải Bundesliga với thành tích không thua và còn duy nhất một chiếc cúp nữa để hướng tới trong mùa giải này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi số The Best lần này. Chương trình sẽ được lên sóng hàng tuần với rất nhiều cái tên thú vị khác nữa. Các bạn có thể để lại ý kiến của mình cũng như tên của cầu thủ mà các bạn yêu thích ở dưới phần bình luận nhé. Nếu như bạn yêu thích series này của chúng tôi, đừng quên dành ra ít giây để bấm nút like và subscribe. Đó chính là nguồn khích lệ tinh thần lớn nhất đối với những người làm chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.